người cứu cờ. Rất nhẹ nhàng. Trở lại với trận đơn nam nào. Ok, mọi người đừng quên theo dõi Facebook của chế độ xem trước vì ngoài live stream giải đấu này, Hùng rất thường xuyên live stream các giải đấu phong trào tại Việt Nam cũng như các giải đấu nội bộ trong nước, các giải đấu nội quốc, nội quốc cho nó phiêu. Là hai vận động viên của Indonesia. Vậy như chúng ta thấy là cầu lông Indonesia phát triển rất mạnh. Vâng, cầu thì gọi là màu xám ấy. Vâng, cho áo xám bên kia. 2-0. Còn 4 điểm số đầu tiên. Thank you.
vào trong bắt đầu. Bây giờ khoảng cách 7 điểm. Vâng, khoảng cách. Số 97 cho người level 10 áo trắng.
10 tháng 10 vâng. Đây mưa đá xám phát phát cầu. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0. Chúng ta sẽ tiếp tục.